Giờ thì mình sẽ đi tới một cái siêu thị lớn khác nha các bạn. Mình thích nhất là ở đây họ bán những cái bánh ngọt rất là ngon và họ làm tại chỗ luôn. Ở một số siêu thị khác thì họ mua lại nha các bạn, rồi họ nướng lên, thành ra nó rất là dở. Bên này thì họ bán cái mấy cái donut này nè các bạn, họ rất là bự, còn những tiệm khác thì nó rất là nhỏ. Thì đây là những cái bánh mặn. Thì mình không thích ăn bánh này, bánh này nó có push không mà các bạn. Chà, nhiều bánh quá, mình không biết ăn cái bánh nào hết. Mình sẽ thử lấy một cái bánh mặn thôi. Thì mình không có thích ăn mấy cái bánh loại này. Vâng, hẹn các bạn vào những cái video kế tiếp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nhớ các bạn nhớ comment phía dưới và subscribe cho mình nhé.